Xin chào quý khách hàng thân yêu đã đến với kênh Địa ốc FT Home, kênh chuyên về bất động sản khu Tây Nam Sài Gòn. Chỉ một tuần trôi qua thôi, hôm nay Yến lại đến với dự án The Sun City, dự án đang rất hot và sôi nổi trên thị trường bất động sản hiện nay. Trong video clip này thì Yến sẽ review sơ qua tổng thể nhà phố có tung ven sông cho quý khách hàng được tham khảo trước. Nhà được xây dựng nền móng tường rất là kiên cố với diện tích là 5x18 rất là rộng rãi, có sân đậu xe trước nhà. Bên trong tầng 1 là khoảng không gian rộng, quý khách hàng có thể là trang trí theo sở thích của gia đình mình, làm phòng khách ở khoảng không gian trước, bếp ăn ở khoảng không gian sau. Khoảng sân trống sau nhà thì quý khách hàng có thể là tận dụng làm sân phơi đồ hoặc là để vật dụng trong gia đình thì rất là hợp lý. Nhìn tổng thể tầng 1 như vậy là quý khách hàng có thể thấy là khá là rộng rãi rồi. Cầu thang lên tầng 2 thì rất là kiên cố, chủ đầu tư rất là tâm lý trong việc xây dựng. Không xây cầu thang hướng thẳng ra cửa chính, không xây cầu thang ở chính giữa nhà và đặc biệt không xây nhà vệ sinh ở gần cầu thang. Và lan can cầu thang thì quý khách hàng có thể lựa chọn theo sở thích của gia đình mình. Tầng 2 có cửa sổ giúp cho khoảng không gian sáng mát. Khi mua căn nhà này, quý khách hàng sẽ được 3 cái lợi. Cái lợi thứ nhất là nhà rộng, thoáng. Cái lợi thứ hai là nhà có hướng ra view sông, phố đi bộ, bến thuyền kayak, giác, cà phê ven sông, chiều chiều rất là đông đúc. Cùng khoảng không gian tầng 2 thì phía sau nhà là khoảng sân bóng, hồ thiên nga, vườn thảo dược đều trong tầm mắt. Và cái lợi thứ ba ý muốn nhắc đến ở đây là gần các tiện ích như là bệnh viện, trường học cũng như là chợ. Khi quý khách hàng ở đây thì tận dụng những tiện ích đó để phục vụ cho việc sinh hoạt, giải trí, xả stress rất là hay. Hiện tại là sản phẩm chỉ còn rất ít nên quý khách hàng nhanh tay liên hệ Yến về số điện thoại 032 714 5289 để được dự dỗ sớm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.